trong mơ. Ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau. Dẫu tát biển đông cùng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu trên thành đô. Hôm nay trong chùa
dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, nội ngoại, đôi bên gia đình, hôm nay là ngày lễ trọng đại của hai gia đình chúng ta. Tôi là bác của cháu Ngọc. Hôm nay về phía phái đoàn của nhà giai chúng tôi thì so với hôm qua hôm trước không có gì thay đổi. Hôm nay chúng tôi sửa cái lễ sang trước là tính cáo gia tiên, sau là xin phép các cụ, các ông, các bà bên này cho họ nhà trai chúng tôi được phép đón cháu Hoa về làm lễ thành hôn cho các cháu. Các ông, các bà, hôm nay nhà bên gia đình nhà ông Mật Vật Sang cháu Hoa thì trước hết là tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai đã chuẩn bị chu đáo đến nhà gái chúng tôi. Và tôi sẽ chúng tôi trước là họ đi hỏi tàu về nhà hỏi trả thì chúng tôi sẽ nhận được cháu Hoa về làm cháu Ngọc đến nhà sau. Xin phép đỡ lời các cháu bên tất cả các cụ công công bà với hội nhà trai. Hôm nay là cái thành phần của nhà gái chúng tôi thì là rất là phấn khởi vui mừng, và cũng đầy đủ các ông nội rồi là các chú ông cậu và cô bà gì đều tham gia trong cuộc tiễn đưa cháu về gia đình mới. Trước khi vào đây thủ tục cũng như là đại diện nhà trai phát biểu thì gia đình chúng tôi cũng nhất trí và cho cháu trai và đón cháu gái vào lên để trình báo các chuyện kiến đặt tiên trí về nhà mới. Trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Rồi chưa xong, hai bà cứ để tay nguyên như thế nhá. Rồi rồi, hai bà cứ đứng nguyên đã. Chưa. Trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà.
tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mua đen rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cúng vàng em cô út hột xoàn, nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai rai, trai thớt bò dê còn gái thớt lợn gà. À, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thật là vui ghê, đám thuyền đuôi tôm 50 giò lái rước dâu rộn ràng. À, tưng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên, ăn mừng quyến ương 500 con gà trống, 600 con vịt cồn. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời, nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sáu trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Nè nè em ơi, chạy đi đâu vậy, cho anh đi theo với. Thôi anh đừng đi chung với tôi, tía má tôi rầy tôi chết. Tía má mà rầy cái gì, anh thấy em là anh thương em rồi. Nè, kỳ này á anh kêu tía má anh đem chầu cao qua hỏi em nha. Thôi đi, mới gặp người ta có lần mà cứ hỏi gì. Anh nói thiệt mà, bằng lòng nghe em. Anh này kỳ quá à. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hỏi cất qua bằng thuyền đưa dâu, áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vẫn nhiều vàng mượn đâu nghèo. Bằng lòng đi em, quê miền Tây cây trái xanh màu, bằng lòng đi em, dẫu làng anh không thiếu bạc tiền, cườm xanh tài nhân rất sang bằng dòng xi men, đám cưới bà con ngợi khen, dây pháo thả dài nổ rền hiên. Bằng lòng đi em, qua mùa trăng ta cưới nhau liền. Hối mãi sao im re, sao mà làm thinh không muốn nói, anh trắng đêm muối kêu lời gió về. Anh đi chưa đông lại về, nghe gió đưa bụi chuối sau hè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lạc lẽo bướm ong phượng hồng dê kêu, giếng nước gào của tình yêu, chim liễu lo chuyện cành điều kia. Bằng lòng đi em. Em ơi, vô đây anh nói nhỏ này nè. Anh nói gì? Anh muốn nói là anh nói gì? Anh muốn nói
trực tiếp lễ thành hôn của cô dâu Quỳnh Hoa Thánh Duyên cùng chú rể Nguyễn Ngọc trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ ngồi tại bàn danh dự của mình ạ. Một chỗ ngồi lý tưởng nhất tại phòng cưới ngoài sân để cùng tham dự chương trình truyền hình trực tiếp lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc và Quỳnh Hoa trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào, kính mời toàn thể các quý vị. Một chỗ ngồi lý tưởng nhất tại phòng cưới ngoài sân để cùng chuẩn bị tham dự buổi truyền hình trực tiếp lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc và Quỳnh Hoa trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời toàn thể các quý vị. Lịch sự và chu đáo để thể hiện lòng mến khách của đại gia đình họ nhà trai chúng ta và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý quan viên hai họ, quý họ hàng thân hữu cùng sự hiện diện của toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên đang có mặt tại hôn trường cưới của đại gia đình họ nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép MC Mai Hoa thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi tới toàn thể các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất. Chúc toàn thể các quý vị có một buổi sáng thật vui vẻ, may mắn và nhiều ý nghĩa. Chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, ca dao Việt Nam có câu: yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc và Quỳnh Hoa sau một thời gian quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, họ đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình. Để rồi anh về thư với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Mình về thư với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Và ngày hôm nay, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự đồng thuận của đôi bên gia đình và sâu sắc hơn là sự hòa chung nhịp đập của hai con tim Nguyễn Ngọc và Quỳnh Hoa. Đại gia đình họ nhà trai chúng tôi tổ chức buổi lễ thành hôn để hai bạn chính thức được nên duyên vợ chồng. Vậy không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc và Quỳnh Hoa chính thức được bắt đầu. Thank you.
nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho hai bạn được trăm năm hạnh phúc ạ. Trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị và ban tổ chức cũng xin được thay lời gia đình, thay lời chú rể Ngọc trân trọng một lần nữa kính mời toàn thể các quý vị chúng ta hãy cùng nhau tự nhiên rơi nước rơi trầu trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu để ra mắt quan viên hai họ. Chuyển lời của ban tổ chức, trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai họ sẽ cùng bước ra sân khấu để có những lời phát biểu trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin mời bác đại diện cho họ nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu và bác đại diện họ nhà trai đứng cạnh chú rể ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, ai cũng muốn đưa về bên ấy cô dâu Thảo với tấm lòng son. Khi ra đi mẹ dò dặn tận tường, chữ trung chữ hiếu phải vẹn đường lo toan. Vâng, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những lời phát biểu căn dặn của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái, cũng như là những lời trao dâu và nhận rể của bác. Trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý khách, được các cụ hai họ cho phép, được sự đồng ý của hai gia đình, qua một thời gian tìm hiểu, cháu Hoa và cháu Ngọc đã đồng tâm nhất trí sống chung để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh nhận lời mời của hai gia đình. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý cụ, quý ông, quý bà, ban viên hai họ, được đón tiếp toàn thể quý khách đến thư buổi lễ ngày hôm nay để vun đắp hạnh phúc cho hai cháu. Kính thưa các cụ, trong buổi lễ ngày hôm nay tôi chỉ mong có hai điều. Điều thứ nhất là hai cháu mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, mãi mãi là dâu hiền để Thảo. Điều thứ hai là từ nay đến giờ cuối năm hoặc sang đầu năm tới thì hai họ chúng ta được đón tiếp một thành viên mới, đó là con cháu vợ nội ngoại của hai gia đình chúng ta. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách đã vớt thời gian bạn Ngọc đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn bác ạ. Kính thưa toàn thể các quý vị, nhà gái đã phát biểu rồi thì nhà trai chúng ta cũng phải đỡ lời dăm câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những lời phát biểu căn dặn cũng như là cảm ơn của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai tới toàn thể các quý vị ạ. Trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, nội ngoại, đôi bên gia đình, thưa các vị quý khách, qua lời phát biểu của vị đại diện cho họ nhà gái, tôi, bác của cháu Ngoại, thay mặt họ nhà trai chính thức lên nhận dâu thành dâu hiền rể Thảo của họ Nguyễn. Cuối cùng tôi xin thay mặt gia đình mời tất cả các cụ, các ông, các bà xơi dầu uống nước mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn tất cả các quý khách, các cụ, các ông, các bà một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, ngay sau đây hai bác sẽ cùng bắt tay thật chặt để gắn kết cũng như là gắn chặt thêm tình cảm thông gia giữa hai nhà. Trân trọng cảm ơn những lời phát biểu vàng son của hai bác. Kính chúc hai bác cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Ngay sau đây cháu xin mời hai bác sẽ cùng di chuyển về vị trí để cùng có những đôi câu chuyện trò tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Cũng như là toàn thể các quý vị khách quý cùng được chiêm ngưỡng ạ.
Và ngay sau đây xin mời chú rể sẽ trao nhẫn cho người vợ yêu thương của mình ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, chúng ta đang được chứng kiến giây phút vô cùng thiêng liêng và hạnh phúc. Đó là hai bạn đã trao cho nhau cặp nhẫn cưới. Cặp nhẫn cưới là một hình tròn khép kín để chứng minh rằng tình cảm của hai bạn dành tặng cho nhau luôn luôn vẹn tròn, viên mãn. Và hai bạn sẽ cùng nhau sống vui và hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Đưa bàn tay của mình lên bờ vai vững trái của chú rể ạ. Vâng ạ, cô dâu mạnh dạn lên ạ. Sau đây xin mời chú rể sẽ đặt tay lên bờ eo thon thả của người vợ của mình ạ. Quý vị sẽ cùng đếm ngược với MC được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đếm vang 3, 2, 1 và hôn nhau được không ạ? Vâng ạ, chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, hôn nhau. Rồi, vâng ạ, đã được chưa quý vị? Được chưa ạ? Chứng kiến giây phút thiêng liêng, đó là hai bạn sẽ cùng nhau cắt chiếc bánh cưới vô cùng lộng lẫy và sang trọng của mình. Vâng ạ. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, mối tình son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra, trăm năm hạnh phúc mặt mà mai sau. Vâng, xin mời các quý vị sẽ cùng, vâng, xin mời cô dâu và chú rể tiếp tục cắt những tầng phía sau nữa ạ. Hướng lên phía nóc trần đấy ạ. Từ từ hướng lên về phía trước ạ. Vâng ạ, có lẽ là chú rể chúng ta hôm nay cưới được một người vợ hiền nên là xúc động quá. Sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bắt tay nhau và rót rượu lên tháp rượu của mình. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các quý vị, cùng nhau rót chén rượu mừng, dấu tay dấu nhạt xin đừng quên nhau. Trăm năm sủ bạc mái đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, chúng ta đang được chứng kiến nghi thức đôi bạn trẻ rót rượu vào tháp ly. Vâng ạ, màu đỏ của rượu chứng minh cho tình yêu của đôi bạn trẻ luôn luôn thủy chung và son sắc. Và hai bạn trẻ sẽ yêu nhau đến bạc đầu răng long ạ. Rất tuyệt vời ạ, xin mời chào bàn tay quý vị ơi. Thank you.
15 năm của hai bạn trẻ trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, thật đúng là hôm nay ôm đóa hoa tình mang về hạnh phúc lung linh ánh hồng. Từ nay lên vợ thành chồng, tắm say hạnh phúc mặt nồng có nhau. Từ nay hai bạn chung đường, chung tay gánh vác chuyện đời thông xương. Vợ chồng biết nhịn biết nhường, như cơm nhỏ lửa chẳng đường nào khê. Yêu thương hai chữ phu thê, trăm năm gắn bó trước sau bền tròn. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn nữa để dành tặng cho hai bạn, chúc cho hai bạn được hạnh phúc bền lâu. Vâng, và nối tiếp chương trình văn nghệ trong buổi sáng ngày hôm nay với một nhạc phẩm tiếp theo, Mai Hoa xin phép được song ca cùng với anh Trịnh Toán. Một nhạc phẩm cũng thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc tới đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Nhạc phẩm được mang tên Cơn Mưa Tình Yêu. Trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta cùng tiếp tục tự nhiên xây nước xây chầu và cùng thưởng thức ca khúc này. Cơn mưa đừng vội làm cơn mưa giăng kín cho lòng em.
làng nghề. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc và Quỳnh Hoa trong buổi sáng ngày hôm nay. Say tuyệt vời, oh, khúc ca đồng say tuyệt vời.